Khui quà, khui quà nước ngoài đây. Quà nội địa. Quà, quà có bầu thèm phải không? Quà nội địa đây. Đây, trời ơi, ý là cho nhiều dữ vậy. Ôi sao mà nhiều hộp thế. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Thấy anh có bầu. Thấy anh có bầu. Thì đó, nước sốt đừng chế lên nè, nước chế kèm nhèm. Ôi, sao nó mua nhiều dữ vậy? Mua hộp lắm. Trời ơi, mua còn chi dữ vậy, mua 2 hộp đủ ăn rồi. Tiền. Em kêu mua 5 hộp đó, sao bút tới 10 hộp dữ vậy trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vậy sao ăn đủ? Trời ơi. Trời, nãy chưa chụp hình đó, rồi cái tự nhiên cái này. Chụp đi. Đây là bánh mì Sài Gòn nha các bạn, bánh mì nước mì ớt. Nước mì ớt. Rồi chụp hình đi. Cái đó cái gì? Shot. Shot. Quá trời, mua gì dữ, nhiều quá, ăn gì. Ăn mà sao đủ. Rồi anh này để lại đến bên đi. Ăn họ 2 hộp thôi. Ủa ăn 4 hộp mà. 4 hộp thôi. Ăn từ tối mắt luôn. Xúc trà đi. Ê xúc vô đi. Ăn cái này uống gì? Ăn chữ Pepsi. Pepsi. Trời ơi mệt mỏi. Cái này wow, dưới là miếng ngon ha. Nem nè. Không dám mua hộp cua bò ăn hả? Ừ. Thì mua hộp nó vô cái hộp mũ bự. Cái đó là mua về nhà rồi để vô. Ừ. Ôi, này, cái ghim nè. Sao mà ông nội chiến này có bầu hay gì mà ông nội thèm đủ thứ hết trơn vậy trời. Nay thèm món này, mai thèm món kia. Việt Nam thèm đủ thứ. Ý anh ơi, con thèm mong ý anh ơi. Trời ơi, con ơi. Topping quá trời luôn. Tràn ơi. Trà bông, sốt mayonnaise, tương ớt, nem nướng, đậu phộng. Bỏ ông thông ra đi. Mà nuốt nước miếng ực ực rồi đó. Cái này nem nướng nè, làm ngon nha không? Tràn ơi, nem nướng nè. Oh yeah. Hộp nó biết mua nhiêu nữa à? 20 ngàn. Ê, không dám anh. Bình thường là 55 ngàn, còn cái hộp này có thêm gì không? Trời ơi. Cái bánh mì nó nướng nè. Có trứng cút nữa nè. Bánh mì nướng nè. Rồi, cái miếng bánh mì nướng nè. Đó, miếng bánh mì nướng. Ngon lắm. Ăn đi để thèm. Ăn đi để thèm. Trời ơi, nãy trời. Nãy em tính đi lấy cái này xong á, mình đi ra ngoài á, rồi mình uống nước mía hay gì mình ăn được luôn, đi ghé ra lấy luôn. Mưa rồi sao đi? Thì đó, mưa mới thôi đi về nhà. Nước sốt ngon quá. Nem nướng. Trời ơi nè ha, đậu phộng nè ha, rồi mỡ hành nè, rồi tôm cháy nè, rồi xúc xích. Miếng bánh mì nó nướng rất là ngon luôn. Nem nướng rồi đậu phộng rồi gì đó, hành phi. Rồi trứng cút. Sốt mayonnaise với tương ớt. Bởi vì ngon quá mới thèm đó phải không? Ừ. Mà ăn bò hết một hộp. Ông nội không ăn, nội mới ăn rồi. Ừ, ngon chứ còn mang thử miếng cái ăn cái gì. Ủa cái này gấp vậy hay là ấy vậy? Người ta ghim. Ghim thì phải gấp. Ừ, nhưng mà tại vì anh tay quay phim, người ta ăn thành ra phải thấy cũng hai chiếc gấp. Ghim mới đúng điệu phải không? Ừ. Ừ. Rồi.
Ngon ghê. Ừ. Thịt nướng thơm. Hồi xưa người ta nướng bánh mì nướng muối ớt không à? Thấy không? Trong đó khác, còn người bán khác. Bây giờ chế biến là bánh mì nướng à. Ngon. Ngon thì ăn đi. Em qua em nói Thảo, em nói bà có bầu rồi chứ sẽ cả cười quá trời. Cười quá trời hả? Ừ. Ngon quá. Mẹ em ăn thấy ngon không? Không hỏi em đâu có ăn. Hỏi mình không có ăn, no em không ăn. Quá ngon. Ngon quá trời ngon. Bánh mì nướng muối ớt như bánh mì thập cẩm nè, mấy gì nướng thập cẩm á. Cái này gọi là nướng thập cẩm mới đúng. Chứ mà nó gồm nướng muối ớt à. Uống muối ớt là khiêm nhường. Ngồi cái chà bông không là đủ rồi đó. Mà cái này ha, sốt đủ thứ sốt hết rồi. Đậu, trong đậu phộng, trong, trong bánh mì này á, có bơ, phết bơ nướng. Bây giờ sướng ha, chỉ cần 3 tiếng thôi. 3 tiếng sau, nó này bán buổi chiều, bởi vì Thảo nói buổi chiều 2 giờ bắt đầu bán, mua xong lại gửi xe 3 giờ cho mình. Nè. Rồi 6 giờ về tới đây rồi. Cái sốt gì mà trắng trắng như sữa vậy? Đúng anh, bây giờ này à? Bé quá. Chị bữa không ăn nổi ăn, cũng ngon quá, ngon quá, ngon quá. Mẹ em thấy sao, ngon không? Quá ngon. Hai ông cháu ăn hết một hộp luôn. Hộp là hai hộp đó. Hai hộp này đúng không? Đừng quay cho anh. Thôi, được rồi. Đừng quay dạng mới hay. Ngon quá. Bữa nay mình làm cái video á. Làm video làm bánh mì này. Cái miếng bánh mì em ăn rất là ngon. Em cảm thấy sao? Em thấy ngon, ngọt, ngọt quá, ngọt. Ngon luôn. Hả? Ngon lắm. Ừ, nó ngọt ngọt. Nó ngọt của miếng bánh mì á. Ngon. Quá ngon. Chiều nay ăn mì chiều cơm. Ừ. Ăn hộp nó rồi. Nó rồi. Ăn hộp nó rồi. Là mỡ hành nữa nè. Ừ. Nằm dưới nè. Bà ấy cũng hay ha. Để sốt rồi riêng nè. Ơi mình về mình ăn cái mình trên mình rưới lên. Hả? À, rưới lên. Ừ. Một miếng mì nè. Ngồi dễ anh với bà vẫn thấy thèm. Ừ. Thời mà Tết gửi mua trăng. Mấy chiếc nem? 5 chiếc nem luôn. Nem nướng. Một hộp nem nướng á. Ừ. Ừ. Quá ngon. Cái cúc nè. Cái cúc chiên. Là Thá Lệ cho anh uống Pepsi. Ăn hộp này ngon. Trời ơi, nói thèm cái con nó mua uống cho ăn cho hợp nhỉ luôn á. Trời ơi, 10 hộp. Con dâu ơi là con dâu, con gái ơi là con gái chứ không ăn dâu. Ngon. Đây 2 hộp. Cái sốt nè. Mới một ít. Một hộp là ăn bịch đó. Một bịch sốt nè. Hả? Hay là uống nước ngọt? Hử? Không tốt là uống nước ngọt. Nước ngọt thôi mới ngon. Ăn này uống nước ngọt mới ngon.
mấy em. Cây lan của mình mới nở á, cây lan mình gửi nhà bạn Minh Cương. Uống gì, cam hả? Rồi vô ăn tiếp được. Vô ăn đi. Ôi, ăn cái này uống cam nó ngon. Nó ngon gì gì đâu á. Anh là cái nước ngọt là ngon nha. Uống nước ngọt giết tiểu đường luôn á nha. Thôi uống nước ngọt củi ba con ơi. Tiểu đường nữa nha. Nếm này. Miếng mì không có giòn, mà là miếng mì nó nướng thì sao mà thiệt là ngon. Ăn nó còn có cái hậu ngọt 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 ngọt. Cái đó là bơ hơi với nước sốt đó, người ta làm sốt đó. Hả không? Phải. Miếng này của hiệu nào mà hiện tiệm nào á? Bây giờ người ta hiện đại, người ta chế biến ra này kia kia nọ để người ta bán, kích thích cho cái người ăn. Nhất là giới trẻ, mình giới già mà mình cũng ưa nữa. Vì cái ăn gì ngon hơn đi vô nhà hàng ăn. Thấy miếng mì à. Ủa không ăn bò với nem nhờ không? Hả? Nem có. Ờ. Anh có ăn nem nữa. Tại vì bánh cảnh nhiều người bán á. Mà nó lựa chỗ này ngon. Quên kêu nó mua cái gì? Là chè Thái. Trời ơi, thôi. Ở lên khí dạo màu rồi còn chè Thái rồi trà sữa. Chè Thái là chứ không phải trà sữa. Chè Thái giờ đây cũng có bán. Sao không ngon bằng không? Ngon ơi, ngon. Ngon nướng rồi. Chứ nào có bầu thanh trai gái vậy. Mà nghe nó bán rẻ lắm. Thế nào? Cái này nè. 25 ngàn. Tính ra là có 1 đồng. Ở Việt Nam mà tính tiền đó không được, không nên. Ở đây nhiều khi 25 ngàn. Ừ, mình so sánh nữa. Mình so sánh là anh đồng. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Cái nước là ở đây mua thèm có ăn á, còn gì ở Mỹ là phải đi là phải làm. Không? Hoặc là đi mua xa đó. Không bán này đâu, cái này. Em nghĩ bệnh Mỹ bán chưa bán cái này quá. Chưa. Hay là với San Jose. Cái này bên Mỹ mà làm bán đắt lắm á. Bỏ lãnh. Ở dưới lót chắc có à. Chưa. Em nghĩ có rồi. Các bạn nào muốn làm bán ở bên Mỹ coi cái video này nha. Mình đâu có chỉ làm đâu mà coi. Đúng rồi. Coi ăn đó. Ngon quá. Phấn khích. Người ta đi chơi á, người ta mua cầm đi ăn á. Bánh mì. Em ăn hộp này em no dữ lắm. Nhìn quá thích không? Coi nè, cái sốt đó, dưới là... Cái gì? Chà bông. Chà bông á. Nhín kệ nữa. Mayonnaise với lại... Ăn nó phê gì đó quá. Nè. Nguyên một cục nè. Thấy không? Ăn này uống nước ngọt vô ốm hả anh? Phê mà.
mời các bạn ăn nha, còn nhiều hộp nữa nè, mời các bạn trên YouTube ăn. Đây hai hộp nè. Nhiều quá. Còn trong thùng nữa. Còn ở trong thùng nữa, trời ơi, mua nhiều quá. Cái dặn nó mua 5 hộp thôi, nó mua nhiều quá. Thôi bây giờ á, mình gửi cho anh em gần gần ở đây trong cho nhà mình. Của mình á, anh Minh nè, Qua nè, Qua. À, nhà Úc nè, với anh Hồng, người hợp với chị Ngân. Rồi trời đó, vậy đi cho nó ăn cho vui, với cho biết mà này thật sự rất là ngon. Vậy đi cho mọi người, ăn cho mọi người ghiền chơi cho biết. Ăn cho vui. Ăn cho vui. Ok. Nè thấy không, quá trời ngon luôn nè. Mấy xả mì gạch mà phát con hồng á nha. Ừ, vui lắm. Mì ăn thiệt thơm mà ngon, nó làm vừa ăn quá. Anh ăn hay vậy, nhanh vậy. Ăn trước em nè. Nhiều quá. Uống nữa, ngọt tê. Rồi lâu lâu mình làm cái clip mà ngắn cho các bạn xem chơi. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mời các bạn ăn chưa, các bạn đã giờ có thưởng thức với mình không? Rồi. Kết thúc video nha các bạn. Ở Việt Nam thì nhiều sung sướng cái vậy đó các bạn ơi. Thích ăn nói con ở Sài Gòn. Ở ở Vĩnh Long cũng có bán, em nghĩ có bán mà tại mình không có đi vòng vòng á. Thời ra mình không có biết nhưng mà chắc không được ngon vậy. Thank you, con dâu. Thank you, con dâu, ngon quá. Cảm ơn con dâu, con gái. Bye bye. Hôm nay bạn ngon quá. Cảm ơn con nha. Rồi. Bye bye các bạn nha. Bye bye khán giả. Xem hết cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi mốt mình sẽ ổn định nhà cửa rồi lại đàng hoàng. Mình sẽ làm những cái video nấu ăn này kia nọ lên cho các bạn xem. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Các bạn nào thấy thích cái video này nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem chơi cho vui ha. Hai vợ chồng già ăn bánh mì. Nướng muối ớt. Bánh mì nướng muối ớt. Nó tí nướng muối ớt đơn giản chứ quá trời cấp binh gì đó. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại.